cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Chiều nay thì mình ăn chè chuối. Giờ anh mua cho mình chè chuối ha. Đây. Ly này là 15 ngày nha các bạn. Giờ mình sẽ đổ nước cốt dừa vô. Quá là đã. Sẵn đây mình làm clip chia sẻ với những anh em mà mới làm YouTube nha. Kênh mình này thì hiện tại cũng được khoảng 1.000 người đăng ký, nhưng mà mình vẫn chưa được bật kiếm tiền vì lý do là số giờ xem hợp lệ trên kênh mình chưa có đủ. Mà anh YouTube này dạo này khó khăn quá, muốn kiếm tiền trên YouTube bây giờ không có dễ ngày xưa nữa các bạn. Giờ các bạn ngồi với việc các bạn có được cái số người đăng ký là trên 1.000 thì các bạn cần phải có cái số giờ đó, số giờ xem á, của người xem á trên kênh của bạn là 4.000 giờ, mà không phải là số giờ xem cái clip nào cũng được nha, chỉ có những clip các bạn để chế độ công khai nè. Thì mới được tính. Nói chung là khó khăn lắm. Nhưng mà cái số giờ xem á, không hợp lệ thì nó tính rất là nhiều. Đây mình sẽ đưa một cái hình cho các bạn tham khảo nè. Đó, mình mới lướt trên Facebook, YouTube mình mới lướt trên YouTube mình coi á. Đấy. Là số giờ xem hợp lệ là như thế nào đó. Nói chung giờ khó khăn lắm các bạn. Làm YouTube không có dễ ăn, không có kiếm tiền nhiều như ngày xưa nữa. Nghĩ sao mà nó đưa cái mức 4.000 giờ. Coi mình cái chút ép rồi. Có 1.000 người đăng ký à, mà đưa 4.000 giờ. Không biết thằng nào bật kiếm tiền luôn. À, các bạn biết 4.000 giờ là nhiều mức độ nào không? 4.000 giờ là tương đương khoảng nhân cho 60, 240.000 phút. Mà đối với những bạn mà mới làm YouTube thì con số đó rất là kinh khủng. Bây giờ mình tính cho các bạn xem nha. Các bạn kênh các bạn có chừng khoảng 1.000 người đăng ký đi. Nhưng mà chắc gì các bạn đã 1.000 người đã coi clip của bạn, đúng không? Mà một cái clip mà trung bình đó, người ta coi thì khoảng chừng 5 phút đi. Là tương đương các bạn phải bây giờ mình cho là 1.000 người đăng ký các bạn xem luôn, là một clip các bạn được 1.000 view, mà 1.000 view mà 1.000 view đó mà trung bình cái clip các bạn làm ra thì người ta coi gỡ 5 phút đi, tức là một clip các bạn 5.000 phút là các bạn phải làm khoảng đâu 40 mấy 50 clip gì á, tức là một ngày các bạn nó phải các bạn làm tập trung làm clip không đâu. Các bạn còn làm rồi edit cái kiểu rất mất thời gian để mà có được cái lượng người coi nhiều, đúng không? Đó, mình tính với các bạn sơ sơ đó là các bạn phải làm 40 mấy 50 cái clip là gần 2 tháng trời mà cái clip bạn hay nha, mới có người coi nha.
chứ làm cái dở nhiều khi cũng may coi nữa, thì trả được bao nhiêu giờ hết, bao nhiêu phút hết. Rất là khó. Bây giờ mà các bạn nhỏ xíu à, sao bằng mấy kênh lớn hiện tại mấy triệu sub được, làm sao mà được đề xuất lên YouTube được. Nói chung chỉ có những fan của đăng ký kênh các bạn coi thôi, mà trong trong một ngàn người đó thì còn chừng là vài trăm người coi à, 300-400 người coi à. À, bây giờ bạn vẫn có thể tính được à, mình tính cái mức là mức cao nhất đó thì cũng phải mất 2 tháng. Còn mình nghĩ không, chắc cũng phải hơn cái thời gian đó mới được cái giờ xem. Và bây giờ YouTube nó ra mấy cái quy định mới á, là cái giờ xem hợp lệ á, là trừ những cái clip ngắn nè, rồi clip short nè, rồi mấy cái clip mà các bạn muốn quảng cáo này kia thì nó sẽ không tính vào cái giờ đó. Thì đó, rất là khó nha, không có dễ ăn tiền của YouTube đâu. Nhưng mình làm tới đây thì chắc mới vài mà kênh mình ngàn người đăng ký mà có mấy trăm giờ xem, mà không được một tí ti của cái mốc nữa, chán dễ sợ, không biết khi nào bật kiếm tiền luôn. Trước là mình cũng định là khi có người đăng ký nhiều á, lúc đó mình sẽ quảng cáo clip để mà đạt cái giờ xem cho nó mau. Cuối cùng bây giờ nó ra quy định mới, giờ xem là phải không được tính ở mấy cái clip mà quảng cáo, rồi thua luôn. Bây giờ có tiền cũng trả quảng cáo được, là không biết cái kênh mình khi nào bật kiếm tiền luôn các bạn. Rồi thì cố gắng làm clip hay nhiều điểm mau đạt được cái mốc 4.000 giờ, chứ giờ biết sao giờ, khó lắm các bạn. Nói chung anh em nào làm không, thời gian đầu rất là nản nha, nhưng mà anh em nếu mà anh em đam mê thật sự, anh em cố gắng thì nghĩ chắc chắn anh em sẽ làm được thôi. Nhưng mình là hiện tại là mình kể luôn, hồi xưa mình cũng định làm YouTube, nhưng mà vì lý do là nói chung là vì lý do là cơm áo gạo tiền này kia, nên mình không có bỏ cái miền đam mê YouTube qua một bên, mà mình lo kiếm tiền, lo gia đình. Mãi tới gần đây thì mình mới có thời gian, nói chung cuộc sống ổn định rồi, sau đó mình cũng quay lại niềm đam mê YouTube và mình làm clip. Mục đích làm clip là để lưu giữ lại khoảnh khắc của gia đình mình, rồi có thể kiếm ít thu nhập. Vừa rồi mình cứ nghĩ là mình sắp bật kiếm tiền rồi các bạn, ai ngờ đâu cái giờ xem nó tính đó, là nó cái giờ nãy như mình nói đó, là nó không có bao gồm những cái clip, cái video như vậy, như video ngắn như này kia đó, nó không bao gồm. Mình xem trên cái phần studio của YouTube á, thì cái tổng cái giờ xem á là gần 8.000 giờ, nhưng mà mình bấm qua cái phần mà kiếm tiền á thì nó chỉ có 200 mấy giờ. Oh man, tức là nó không tính những cái clip mà hồi xưa giờ mình làm, nó không tính giờ các bạn. Trời trời, khá là chua luôn. Giờ thì chưa cố gắng, chưa biết làm sao anh em, không biết cái nào khác em ơi. Anh em muốn làm YouTube mà bật kiếm tiền thì giờ chỉ có tập trung làm nó cho hay, và
hy vọng là các những người đăng ký kênh các bạn á, là coi hết clip cho các bạn, chứ không có cách nào khác, các bạn quảng cáo cũng không đủ giờ đâu. Quảng cáo thì được, chỉ được nói chung là được, hy vọng người ta đăng ký kênh cho mình thôi, người ta có coi hay không chưa biết. À, cái phần quảng cáo này nó không tính giờ xem nha các bạn. Mấy cái clip quảng cáo này nó sẽ không tính cái giờ xem hợp lệ. Thôi các bạn ơi, khá là ngon. Rồi, clip của mình đơn giản là ngồi quay clip tâm sự với anh em mà mới tập làm YouTube giống mình thì thôi. Chúc anh em sẽ mau được bật kiếm tiền nha, và ngày càng thành công hơn nữa. Tạm biệt anh em, bye bye.